không phải Lee Min Ho, Song Hye Kyo thừa nhận muốn đóng phim của người này. Tác phẩm mới nhất của Song Hye Kyo nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sự trở lại của Song Hye Kyo ở K Glory được ví như phượng hoàng tái sinh khi nhờ tác phẩm này, nữ diễn viên lần đầu nhận được niềm cúp vàng danh giá. Bà 25 năm qua cô chưa một lần chạm tới. Tuy nhiên, ít ai biết, một nữ hoàng latin như Song Hye Kyo lại có lúc chán ghét diễn xuất và ngoại hình của chính mình. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ đáng chú ý về vấn đề này. Bên cạnh đó, người đẹp họ Song cũng công khai gửi lời có cánh cho một ngôi sao đình đám Hàn Quốc. Với The Glory, Song Hye Kyo lần đầu thắng thì hậu bếp sang, rồi đến ghét sang dòng xanh series cùng vô số giải thưởng quan trọng khác. Từ đó, cô được truyền thông gọi là nữ diễn viên thành công nhất 2023. Vài mùa dọc ương trong The Glory đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp, diễn xuất lẫn cách chọn kịch bản của người đẹp họ Song. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi tiết lộ cô từng chán nản với diễn xuất và ngoại hình của bản thân. Nguyên nhân dẫn đến điều này bắt nguồn từ khi Song Hye Kyo đóng cùng vai diễn trong phim tâm lý, tình cảm, việc chọn vai không được đa dạng. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo khẳng định nhờ xuất hiện trong The Glory, cô mới có dịp làm mới bản thân. Từ đó, công việc diễn xuất mới thú vị trở lại. Chia sẻ của Song Hye Kyo nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Trên thực tế, những lo lắng của Song Hye Kyo là dễ hiểu bởi trước khi nhận The Glory, cô nàng bị chê bai thật tệ vì diễn xuất một màu. Chỉ toàn đóng cặp với những nam thần nhỏ tuổi hơn như Park Bo Gum, Jang Ki-eung. Những bộ phim tình cảm do cô và tình trẻ thể hiện cũng không nhận được thành tích tốt. Qua cuộc phỏng vấn này, khán giả có dịp hiểu hơn về quan điểm làm nghề của Song Hye Kyo, nhiều kỳ vọng tích cực cũng đã được gửi đến nữ diễn viên. Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi hụt mất cơ hội đóng chung phim với Han Seo Hee. Nữ diễn viên khen Han Seo Hee đáng yêu, đồng thời hứa hẹn sẽ tái một đàn em trong thời gian gần nhất. Việc có cơ hội đóng chung với một diễn viên ở thế hệ sau khiến Song Hye Kyo cảm thấy mong chờ. Được biết, Song Hye Kyo, Han Seo Hee từng thảo luận cho hai vai chính trong phim The Price of Confession. Tuy nhiên, cả hai gây tiếc nuối khi rút khỏi dự án do không đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!